thứ năm hàng tuần đó là một cái mới, và đó là một cái điều hấp dẫn đối với tất cả những bạn trẻ mà thích nhạc điện tử và thích nhảy múa. Good Guy là một chàng trai, một DJ mà hôm nay tôi cảm nhận thấy rằng là cậu ta chơi rất là tốt và rất là cảm xúc. Cái chơi nhạc điện tử ngoài cái việc là khiến cho người ta nhảy nhót thì còn phải thổi được cái cảm xúc vào trong cái âm nhạc điện tử đó.